Đây là một video giúp bạn chinh phục những cụm từ với come. Chào mọi người, trong video này chúng ta sẽ cùng học 30 cụm từ với come. Đừng quên là hãy giúp Thủy chia sẻ cái video này nếu như mọi người thấy video này có giá trị. Và đừng quên là hãy bình luận come, thì sẽ gửi các anh chị một cái file PDF mình tải về, mình in ra, mình học cho hiệu quả mọi người nhé. Và mỗi một cái cụm từ thì sẽ cho các anh chị nghĩa kèm với ví dụ minh họa rất là chi tiết và rõ ràng. Và Thủy tin chắc là kết thúc cái video này, mọi người có thể tự tin sử dụng các cái cụm từ với come. Còn bây giờ, let's go! Cụm đầu tiên, come in. Âm này sẽ là âm a a. Come, come in, come in. Đi vào. Ví dụ, please come in and have a seat. Làm ơn, đi vào đi, mời ngồi. Please come in. Nối âm, come in. Please come in and have a seat. Have a seat. Chỗ ngồi, để ý dùm Thủy, nó là danh từ âm e, e. Seat, seat, have a seat, làm ơn ngồi xuống đi, mời ngồi, please come in and have a seat, làm ơn mời bạn ngồi, vào đi, mời bạn ngồi nha. Come in trong trường hợp này có nghĩa là đi vào. Come out có nghĩa là xuất hiện hoặc là lộ ra. Từ này thì chắc là mọi người cũng quen thuộc rồi. Và come out có một cái nghĩa mà cũng thường phổ biến, đó chính là xuất hiện hoặc là lộ ra. Thì ví dụ, the truth, cái sự thật, will come out eventually. Cuối cùng rồi nó cũng sẽ lộ ra mà thôi. The truth, cái sự thật, the truth will come out. Cái sự thật cuối cùng rồi thì nó cũng lộ mà thôi. Cụm tiếp theo sẽ là come back. Để ý dùm Thủy nha, vẫn là âm a, come. Nhưng mà cái từ back, quay trở lại đó, cái từ back thì nó lại là âm ae. Đầu tiên nha, miệng mình cười nè, e. Mở theo chiều dọc nha, a, a, a. Back, back, back. Rồi ráp vào ha, come back, come back là quay trở lại. Mình có một bài hát à, baby come back to me, là anh yêu à, hãy quay lại với em đi. Và đây là một cái ví dụ cho mọi người nha. She'll come back soon. Cô ấy sẽ quay trở lại sớm thôi. She mà phải l ha, là giống như là she will, nhưng mà viết lược đi, nó sẽ là she'll, she'll, she'll come back soon. She'll come back soon. Cô ấy sẽ quay trở lại sớm thôi. Một cụm nữa ha, nó sẽ là come along, come along, along, có nghĩa là đi cùng. Tất nhiên thì các anh chị lưu ý cái từ come nó đi với những cái cụm khác nhau, nó có nhiều nghĩa lắm nha. Nhưng mà Thủy sẽ chọn một vài cái nghĩa mà Thủy thấy là nó phổ biến ha. Come along là đi cùng. Thí dụ mình rủ ai đó ha, would you like to come along with us? Bạn có muốn đi chung với chúng tôi không? Would, âm này là âm w, w, would. You, nối âm, would you like to come along with us? Would you like to come along with us? Bạn có muốn đi cùng với tụi tôi không? Would you like to come along with us? Bạn có muốn đi cùng với tụi tôi không? Come down, có nghĩa là đi xuống. Thì ví dụ, please come down from the tree. Làm ơn, leo xuống khỏi cái cây đi. À, cái này mình có thể nói với con mình, đi xuống khỏi cái cây đi. Please come down from the tree. Please come down from the tree. Con ơi, đi xuống đi. Please come down from the tree. Làm ơn, đi xuống khỏi cái cây đi. Một cái cụm nữa cũng rất thông dụng với come, đó là come up with. Come up with, đó là mình nghĩ ra, mình nảy ra một cái ý tưởng nào đó, mình đưa ra một cái gì đó. Thì ví dụ ha, she came up with a great idea. Cô ấy nảy ra, nghĩ ra một cái ý tưởng tuyệt vời. She came up with a great idea. Một ý tưởng tuyệt vời. A great idea. She came up with a great idea. Cô ấy nảy ra một cái ý tưởng tuyệt vời. Come across có nghĩa là tình cờ gặp. Tình cờ gặp. Đọc với Thủy ha. Come across. Cái từ này cũng để ý nha. Nhìn dập là across, across. Thì giúp Thủy ha. Nó sẽ là âm cr, cr. Và nó sẽ là cross, cross, cross. Rồi mình ráp vào ha. Come across, come across,
come across, đó là mình tình cờ mình gặp ai đó. Thì ví dụ ha, I came across an old friend yesterday. Mình kể với chồng mình, hôm qua em gặp lại một người bạn cũ, em vô tình gặp phải người bạn cũ. Thì cái em vô tình, em tình cờ gặp đó, mình sẽ sử dụng cái cụm là come across. Come across. I came across an old friend yesterday. Ngày hôm qua em đã vô tình gặp lại người bạn cũ. I came across an old friend yesterday. I came across an old friend yesterday. Hôm qua vô tình em gặp lại người bạn cũ. Một cái cụm từ nữa đó là cụm từ come to, là nó đạt đến cái mức, nó đến được cái mức nào đó. Thì ví dụ the bill came to $50, cái hóa đơn ha, bây giờ nó đã lên tới $50 rồi. À, came to $50, cái hóa đơn lên tới $50. Hoặc là please come to my house, hãy đến đi, hãy đến nhà tôi đi. Please come to my house. Hoặc là he fainted but he came to after a few minutes. Thì trong cái trường hợp cái từ came to này nè, nó lại mang nghĩa là tỉnh. Anh ấy ngất nhưng mà sau đó tỉnh lại trong vài phút thì nó vẫn dùng cái cụm là came to. Came to after a few minutes. Anh ấy ngất nhưng mà sau đó lại tỉnh lại sau vài phút. Một cái không nữa đó là come about. Nó xảy ra. Come about. Come about. Come about. How did this situation come about? Tình huống này nó xảy ra như thế nào vậy? How did this situation? Đừng đọc là situ mọi người nha, mà nó sẽ là situation come about. Tình huống này xảy ra như thế nào vậy? Một cái từ nữa đó là từ come through. Cái này hơi đọc khó đọc chút xíu, cùng coi với thử cách phát âm nè. Âm này là lưỡi ngậm hờ giữa hai răng. Đẩy hơi nè. Rồi, mình ráp vào ha. Through, through, through. Đọc nguyên một cụm nha. Come through, come through. Vượt qua, thành công. She came through a surgery well. Cô ấy đã vượt qua một cuộc phẫu thuật vô cùng tốt đẹp. She came through the surgery well. She came through a surgery well. Cô ấy đã vượt qua cái cuộc phẫu thuật một cách thành công. Come to an end. Đã đến hồi kết thúc. End, nó là danh từ, mang nghĩa là kết thúc. End cũng có nghĩa là động từ, cũng mang nghĩa là kết thúc luôn. Và come to an end có nghĩa là kết thúc. Thì ví dụ, the meeting came to an end at 5 p.m. Cái buổi họp đã kết thúc vào lúc 5 giờ chiều. The meeting. Âm này là âm y dài mọi người nha. E, e, meet, meeting. The meeting came to an end at 5 p.m. Cái buổi họp đã kết thúc vào lúc 5 giờ chiều. Come off. Come off, nối âm come off, thành công hoặc là diễn ra như kế hoạch. Thì ví dụ, the event came off perfectly. Sự kiện đã diễn ra một cách hoàn hảo. The event came off perfectly. Hoặc là his plan came off as expected. Kế hoạch của anh ấy đã thành công như mong đợi. Hoặc là the button, cái áo ha, cái nút áo came off my shirt, rớt ra khỏi cái áo sơ mi của tôi. Thì cái từ come off nó cũng có nhiều nghĩa như vậy. Come off trong cái trường hợp mà cái nút áo nó rơi ra khỏi áo sơ mi thì nó cũng có dùng cái cụm từ là come off. The button came off my shirt là cái nút áo rớt ra khỏi cái áo sơ mi của tôi. The button came off my shirt. Come apart, rời ra, tách ra. Ở đây để ý giùm Thủy nghe cái từ apart. Apart, 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 rời ra, tách ra. Thì ví dụ ha, the book is so old, cái cuốn sách nó quá cũ, that it's coming apart, nó muốn rách ra nát ra luôn rồi. Thì trong trường hợp này, come apart mà nghĩa là rách ra, tách ra. The book is so old that it's coming apart. Come around, đi vòng vòng à. Ở đây nó sẽ có cái nghĩa là thay đổi ý kiến nè, mình tỉnh lại hoặc là mình đến thăm một ai đó. Thì ví dụ, he finally came around to our way of thinking. Cuối cùng thì anh ấy cũng đã thay đổi ý kiến theo cái cách nghĩ của chúng tôi. He
finally, anh ấy cuối cùng, came around to our way of thinking, quay trở về cái cách nghĩ của chúng tôi. Hoặc là, why don't you come around for dinner tonight? Tại sao mà bạn không đến thăm, ăn tối nay chứ? Why don't you? Tại sao không? Tại sao không đến ăn tối nay chứ? À, cái này mình rủ ha. Why don't you come around for dinner tonight? Tại sao mà tối nay bạn không đến để ăn tối chứ? Come up, xuất hiện hoặc là nảy sinh. Thủy ví dụ, something urgent has come up. Có việc gấp vừa mới phát sinh. Something urgent has come up. Có việc gì đó. Urgent là khẩn cấp, mới phát sinh. Come up against, đối mặt với cái thách thức hay là với một cái khó khăn nào đó. Come up against, against. Thủy ví dụ, we came up against many obstacles. Chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều những cái obstacle, là những cái chướng ngại vật, những cái thử thách, những cái khó khăn. We came up against many obstacles. Cụm tiếp theo, come down with. Come down with. Mình bị mắc bệnh. Thì ví dụ, he came down with the flu. Là anh ấy bị cúm rồi. He came down with the flu. Anh ấy bị cúm rồi. He came down with the flu. Anh ấy bị cúm. Một cụm tiếp theo đó là cụm come into. Come into. Cái cụm này có nghĩa là thừa kế. À, thừa kế. Thì ví dụ, she came into a large inheritance. Cô ấy thừa kế một cái khoản thừa kế vô cùng lớn. Hoặc she came into a large sum of money when her uncle passed away. Cô ấy đã nhận được, thừa kế được một khoản tiền rất là lớn khi người chú của cô ấy qua đời. She came into a large sum amount of money. Sum of money when her uncle passed away. Come out with. Come out with. Nói ra, thốt ra hoặc là đưa ra một cái tuyên bố hoặc một nhận xét nào đó. Thì ví dụ nha, she came out with a surprising statement. Cô ấy thốt ra một cái lời nói mà vô cùng đáng ngạc nhiên. Hoặc he came out with some interesting points during the discussion. Anh ấy đã đưa ra một số những cái điểm thú vị trong cuộc thảo luận. He came out with some interesting points during the discussion. Come forward. Forward, tự nguyện tiến lên phía trước, xung phong á. Thì ví dụ, the witness came forward with the new information. Nhân chứng đã gọi là dũng cảm tiến lên, đưa ra một vài cái thông tin mới. Hoặc she came forward to take the lead in the new project. Cô ấy đã xung phong, dẫn dắt, take the lead. She came forward, cô ấy xung phong, to take the lead in the new project, để mà dẫn dắt cái dự án mới. New project, cái dự án mới. Come over, ghé thăm, ghé chơi. Thì ví dụ, why don't you come over for dinner? Sao bạn không ghé chơi ăn tối? Why don't you come over for dinner? Sao bạn không đến ăn tối đi? Why don't you come over for dinner? Tại sao bạn không ghé ăn tối đi? Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước qua những cái đoạn hội thoại liên quan, thông dụng với cái từ come. Đầu tiên trong tình huống quay lại làm việc. Cùng coi với Thủy nhé. When will you come back to work? I'll come back next Monday. When will you come back to work? Ủa, khi nào bạn quay trở lại làm việc vậy vậy? When will you come back to work? Trong cái phần học từ vựng mình đã học với cụm come back là quay trở lại. Và trong trường hợp này á, when will you come back to work? Khi nào thì bạn sẽ quay trở lại làm việc vậy? Trả lời, I'll come back next Monday. Tôi sẽ quay trở lại vào thứ hai nha. Thứ hai tới, next Monday. Và tôi sẽ quay trở lại, I'll come back next Monday. Tôi sẽ quay trở lại vào thứ hai tới. Cùng coi với Thủy ôn lại cái đoạn hội thoại này nha. When will you come back to work? I'll come back next Monday. Bây giờ mình sẽ cùng qua cái đoạn hội thoại tiếp theo, đó là gợi ý đi cùng nhau. Xem với Thủy nhé.
I'm going to the park. Do you want to come along? Sure, I'd love to come along. I'm going to the park. Tôi chuẩn bị đi vào công viên. Do you want to come along? Bạn có muốn đi cùng tôi không? I'm going to the park. Do you want to come along? I'm going to the park. Do you want to come along? Bạn có muốn đi cùng chúng tôi không? Sure, I love to come along. Cả, chắc chắn rồi, tôi rất là muốn đi cùng. Sure, I'd love to come along. Ai mà phải đờ mà đọc rất nhẹ. I'd love to come along. Chắc chắn rồi, tôi rất là muốn đi cùng. Bây giờ mình sẽ cùng với Thủy ôn lại cái đoạn này nhé. I'm going to the park. Do you want to come along? Sure, I'd love to come along. Bây giờ mình sẽ cùng qua đoạn tiếp theo, đó là khi mình tình cờ gặp lại người bạn cũ. Cùng nghe với Thủy cái đoạn hội thoại này nha. Guess who I came across yesterday? Who? Our old classmate John. Guess who I came across yesterday? Đoán xem hôm qua tôi tình cờ gặp ai. Guess. Đoán. Guess. Who I came across yesterday? Đoán xem hôm qua tôi tình cờ gặp ai. Who? Ủa, ai vậy? Our old classmate John. Cái người bạn học cũ của chúng ta. John. Our old classmate John. Our old classmate John. Người bạn học cũ của chúng ta đó. Rồi, cùng với Thủy ôn lại cái đoạn này mọi người nha. Guess who I came across yesterday? Who? Our old classmate John. Tiếp tục, chúng ta sẽ qua đoạn hội thoại tiếp theo. Mình đưa ra một cái ý tưởng mới. Cùng xem với Thủy những câu thoại này nhé. We need a new marketing strategy. I have come up with an idea. We need, chúng ta cần, a new marketing strategy. Một cái chiến lược tiếp thị mới. We need a new marketing strategy. Strategy. We need a new marketing strategy. Chúng ta cần một chiến lược tiếp thị mới. I have come up with an idea. Tôi nảy ra một ý tưởng mới. I have come up with an idea. Tôi nảy ra một ý tưởng mới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn lại hai câu này mọi người nha. We need a new marketing strategy. I have come up with an idea. Bây giờ mình bước qua tình huống tiếp theo, đó là tình huống sửa xe hỏng. Cùng coi với Thủy câu này nha. My car broke down. Can you fix it? Sure. Come by the shop tomorrow. My car broke down. Xe của tôi bị hỏng. Can you fix it? Bạn giúp tôi sửa được không? My car broke down. Can you fix it? Bạn sửa được không? Sure. Come by the shop tomorrow. À, ngày mai ghé shop nha. Sure, come by the shop tomorrow. Được chứ? Ngày mai nhớ ghé shop nha. Bây giờ cùng với Thủy ôn lại cái đoạn này nhé. My car broke down. Can you fix it? Sure, come by the shop tomorrow. Bây giờ mình sẽ cùng qua một tình huống nữa, đó là đối mặt với khó khăn. Cùng coi với Thủy nghe. We came up against a big challenge. What should we do now? We came up against a big challenge. What should we do now? Chúng ta đã đối mặt với một thử thách lớn. Chúng ta nên làm gì bây giờ? We came up against a big challenge. We came up against a big challenge. What should we do now? What should we do now? Bây giờ chúng ta nên làm gì? Cùng với Thủy ôn lại hai câu này nghe. We came up against a big challenge. What should we do now? Rồi, một tình huống nữa, đó là tình huống hỏi thăm bệnh. Cùng đi nha. How are you feeling? Much better. I came down with the flu last week. How are you feeling? Bạn cảm thấy thế nào? How are you feeling? How are you feeling? Bạn đang cảm thấy thế nào vậy? Much better. Ổn rồi. I came down with the flu last week. Tuần rồi thì tôi bị cúm. Much better. Cảm thấy tốt hơn nhiều. Much better. Tốt hơn nhiều. I came down with the flu last week. Tôi bị cúm tuần trước. I came down with the flu last week. How are you feeling? Much better. I came down with the flu last week. Cùng với Thủy ôn lại hai câu này mọi người nha. How are you feeling? Much better.
I came down with the flu last week. Bây giờ mình sẽ cùng qua đoạn tiếp theo, đó là mình chờ đợi một ai đó. Cùng đi với Thủy Hiên. Why are you standing here? I'm waiting for Tom to come out of the store. Oh, I see. Why are you standing here? Ủa, sao bạn đứng đây vậy? Why are you standing here? Tại sao bạn lại đứng đây vậy? I'm waiting for Tom to come out of the store. Ra khỏi cửa hàng. Tôi đang chờ Tom ra khỏi cửa hàng đây. I'm waiting for Tom. Mình chờ ai đó thì mình sẽ có một cụm là wait for somebody. Và I'm waiting for Tom to come out of the store. Tôi đang chờ Tom ra khỏi cửa hàng. I'm waiting for Tom to come out of the store. Bây giờ mình sẽ cùng với Thủy ôn lại hai câu này nghe. Why are you standing here? I'm waiting for Tom to come out of the store. Oh, I see. Oh, I see. À, tôi hiểu rồi. Bây giờ mình sẽ cùng đến một cái đoạn tiếp theo, đó là đoạn khách đến nhà mình chơi. Cùng xem nha. Come in, come in. How was your trip? It was great, thank you. Your place looks amazing. Thank you. Please make yourself comfortable. Come in, come in. Mời vào, mời vào. How was your trip? Chuyến đi của bạn như thế nào? Come in, nói âm. Come in, come in. How was your trip? Cái chuyến đi, mình có cái danh từ trip. Nó là âm y ngắn. Không đọc là trip trip, mà nó sẽ là e. Trip, trip, trip. Rồi mình nói á, come in, come in. How was your trip? Mời vào, mời vào. Chuyến đi của bạn như thế nào? It was great. Thank you. Tuyệt vời lắm. Cảm ơn nghiêng. Your place looks amazing. Trời ơi, nhà bạn trông tuyệt quá ha. It was great. Thank you. It was great. Thank you. Your place looks amazing. Trời ơi, nhà của bạn nhìn đã quá ha. Your place looks amazing. Nhà của bạn đẹp quá ha. Thank you. Please make yourself comfortable. Cảm ơn bạn. Cứ tự nhiên như ở nhà nha. Thank you. Please make yourself comfortable. Thoải mái ha. Nó sẽ có cái tính từ là comfortable. Nhấn âm một mọi người nha. Come. Comfortable. Comfortable. Thank you. Please make yourself comfortable. Cảm ơn. Làm ơn. Hãy cứ tự nhiên như là ở nhà nha. Bây giờ mình sẽ cùng ôn lại các câu thoại vừa rồi mọi người hen. Come in. Come in. How was your trip? It was great, thank you. Your place looks amazing. Thank you. Please make yourself comfortable. Bây giờ mình sẽ cùng qua đoạn hội thoại tiếp theo, đó là mình nhờ ai đó giúp đỡ. Cùng xem với Thủy Nghiên. I need help with this report. Sure, I'll come by your office in a bit. Thanks, I really appreciate it. I need help with this report. Tôi cần sự hỗ trợ với cái báo cáo này. Cái báo cáo này tôi cần được giúp. I need help with this report. Report, bài báo cáo. Và tôi cần sự giúp đỡ với cái bài báo cáo này. I need help with this report. Tôi cần sự hỗ trợ cái báo cáo này. Sure, I'll come by your office in a bit. Được, tôi sẽ qua văn phòng của bạn trong chốc lát nghe. Sure, chắc chắn rồi. Sure, âm này là âm sờ nặng mọi người nha. Sure, I'll come by your office in a bit. Tôi sẽ đến cái văn phòng của bạn trong chốc lát. I'll come by your office in a bit. In a bit. Một lát nữa. Thanks. Cảm ơn nghe. I really appreciate it. Tôi rất là cảm kích vì điều này. Thanks. I really appreciate it. Nói âm appreciate it. Appreciate it. Thanks. I really appreciate it. Cảm ơn, tôi thật sự rất là trân trọng điều này. Bây giờ mình cùng dành ra một chút xíu thời gian mình ôn lại ba câu vừa rồi nhé. I need help with this report. Sure, I'll come by your office in a bit. Thanks, I really appreciate it. Bây giờ mình sẽ bước qua một cái đoạn hội thoại tìm giải pháp với cái từ come. We need to come up with a solution to this problem. Let's brainstorm some ideas. Good idea, let's start now. We need to come up with a solution to this problem. Chúng ta cần tìm ra giải pháp cho cái vấn đề này. Chúng ta cần. We need. Âm y dài. E. Need. We need to come up with a solution. A solution to this problem. Là cái giải pháp cho cái vấn đề.
a solution to this problem. Một cái giải pháp cho cái vấn đề. We need to come up with a solution to this problem. 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 Cái vấn đề này. Mình học luôn một cụm nha. A solution to this problem. Là một cái giải pháp cho cái vấn đề này. Let's brainstorm some ideas. Ok, hãy cùng nhau đưa ra ý tưởng nha. Let's brainstorm. Brainstorm some ideas. Hãy cùng nhau lên ý tưởng nghiêng. Good idea. Let's start now. Ok, ý tưởng hay đó. Bắt đầu thôi nào. Good idea. Let's start now. Good idea. Good idea. Let's start now. Let's start now. Hãy cùng bắt đầu thôi nào. Bây giờ các anh chị với Thủy sẽ cùng ôn lại cái đoạn này mọi người nha. We need to come up with a solution to this problem. Let's brainstorm some ideas. Good idea, let's start now. Bây giờ mình sẽ cùng qua cái đoạn hội thoại tiến triển dự án cùng đi với Thủy nhé. How is the project coming along? It's coming along well. We should be finished by next week. Great, keep up the good work. How is the project coming along? Dự án tiến triển như thế nào rồi? How is the project coming along? How is the project coming along? Dự án tiến triển như thế nào rồi? It's coming along well. Tiến triển tốt. We should be finished by next week. Chúng ta sẽ hoàn thành vào tầm tuần tới. It's coming along well. It's coming along well. We should be finished by next week. Chúng ta sẽ hoàn thành vào tuần tới. Great. Keep up the good work. Tuyệt vời. Tiếp tục công việc tốt nha. Great. Keep up the good work. Great. Keep up the good work. Hãy tiếp tục công việc tốt nha. Bây giờ cùng ôn với Thủy lại các câu vừa rồi mọi người nha. How is the project coming along? It's coming along well. We should be finished by next week. Great. Keep up the good work. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước qua đoạn hội thoại trao đổi về một chính sách mới. Cùng đi với Thủy nghe. Have you heard about the new policy? Yes, I wonder how it will come into effect. We'll have to wait and see. Have you heard about the new policy? Anh đã có nghe gì về chính sách mới chưa? Have you heard about the new policy? Chính sách mới, the new policy. Have you heard about the new policy? Anh có nghe về chính sách mới chưa? Yes, I wonder how it will come into effect. Anh rất là thắc mắc làm cách nào để có thể nó gọi là hiệu lực như thế nào. Yes, I wonder how it will come into effect. Có, tôi tự hỏi là liệu nó sẽ có hiệu lực như thế nào. We'll have to wait and see. Chúng ta sẽ phải chờ và xem thôi. We'll have to wait and see. We'll have to wait and see. Chúng ta phải chờ xem mà thôi. We'll have to wait and see. Chúng ta phải chờ xem mà thôi. Bây giờ cùng với Thủy ôn lại cái đoạn này mọi người nha. Have you heard about the new policy? Yes, I wonder how it will come into effect. We'll have to wait and see. Rồi, cùng qua một đoạn tiếp theo nữa đó là mời bạn đến chơi nhà. Cùng đi với Thủy Hiên. Hey, do you want to come over for dinner tonight? Sure. What time should I come over? How about 7 p.m.? Perfect. See you then. Hey, do you want to come over for dinner tonight? Ê, tối nay bạn có muốn qua ăn tối không? Hey, do you want to come over for dinner tonight? Hey, do you want to come over for dinner tonight? Ê, bạn có muốn đến ăn tối nay không? Sure. What time should I come over? Được, mấy giờ tôi nên vào đây? Sure, what time? Mấy giờ should I come over? Tôi nên tham gia đây, tôi nên qua đây. How about 7 p.m.? 7 giờ tối thì sao? How about 7 p.m.? Perfect, see you then. Ok, hoàn hảo luôn, hẹn bạn nghe. Perfect, perfect, see you then. Hey, bây giờ mình sẽ cùng với Thủy ôn lại cái đoạn này mọi người nha. Hey, do you want to come over for dinner tonight? Sure. What time should I come over? How about 7 p.m.? Perfect. See you then. Bây giờ chúng ta sẽ cùng qua cái đoạn hội thoại thuyết phục bạn bè. Cùng đi với Thủy đoạn hội thoại này nha. Are you still against going to the party? I don't know. I'm not really in the mood.
Come on, you'll have fun. I'm sure you'll come around once we get there. All right, I guess I'll come around. Are you still against going to the party? Ủa, bạn không muốn đi dự tiệc hả? Are you still against going to the party? Are you still against going to the party? I don't know. Tôi không chắc. I'm not really in the mood. Tôi thật sự là không có hứng thú. I'm not really in the mood. Tôi thật sự là không có hứng thú lắm. I don't know. I'm not really in the mood. I don't know. I'm not really in the mood. Come on, you'll have fun. Đi đi mà, bạn sẽ vui. Come on, you'll have fun. I'm sure you'll come around once get there. Tôi chắc là bạn sẽ đổi ý. Come around, đổi ý. Once we get there. Ngay khi mà chúng ta đến đó. Come on, you'll have fun. I'm sure you'll come around once we get there. Ngay khi mà chúng ta đến đó. All right, I'll guess I'll come around. Ok, tôi đoán là tôi sẽ thay đổi đó. All right, I guess I'll come around. I'll come around. Bây giờ mình sẽ cùng với Thủy mình ôn lại hai câu vừa rồi nha. Are you still against going to the party? I don't know. I'm not really in the mood. Come on, you'll have fun. I'm sure you'll come around once we get there. All right. I guess I'll come around. Bây giờ mình cùng qua cái đoạn tiếp theo khi mà mình có cái vật dụng gì đó hỏng. Cùng đi với Thủy Hiên. I need help with my bookshelf. What's wrong with it? It's coming apart and I'm not sure how to fix it. Let me take a look. Maybe we can fix it together. I need help with my bookshelf. Tôi cần giúp đỡ cái kệ sách của tôi. I need help with my bookshelf. 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 What's wrong with it? Có vấn đề gì hả? Nó bị làm sao hả? What's wrong with it? What's wrong with it? It's coming apart. Nó đang bị rời ra, bị rơi ra. I'm not sure how to fix it. Tôi không biết làm sao để có thể chữa được nó. It's coming apart. And I'm not sure how to fix it. I'm not sure how to fix it. It's coming apart. I'm not sure how to fix it. Let me take a look. Để tôi coi thử nè. Let me take a look. Let me take a look. Maybe we can fix it together. À, chúng ta có thể sửa nó lại cùng nhau. Let me take a look. Maybe we can fix it together. Maybe we can fix it together. Chắc là chúng ta có thể sửa đó. Maybe we can fix it together. Rồi, cùng ôn lại với Thủy mấy câu này, mọi người nghe. I need help with my bookshelf. What's wrong with it? It's coming apart and I'm not sure how to fix it. Let me take a look. Maybe we can fix it together. Rồi, mình qua cái phần tiếp theo đó là trang phục bị hỏng. Cùng coi với Thủy những câu thoại này nhé. Oh no, my button just came off. Do you have a sewing kit? Yes, but I don't know how to sew it back on. Don't worry, I can help you. Và nếu như mà các anh chị mình đang bế tắc vì mình không giỏi giao tiếp tiếng Anh, mình không có nghe tốt, mình cũng không nói tốt, mình nói mà người khác không có hiểu, hoặc là người khác nói mà mình cũng không hiểu, thì Thủy có một giải pháp dành tặng cho mình. Cái mục đích đó là Thủy muốn giúp các anh chị có thể làm chủ được nghe, nói tiếng Anh một cách nhanh chóng, mình tiết kiệm thời gian với một mức chi phí thấp nhất. Vì sao Thủy có thể giúp được các anh chị ạ? À? Thủy là sáng lập của trung tâm tiếng Anh Kids English, cũng là tác giả của bộ sách Boom English và là giảng viên của hơn 20 khóa học tiếng Anh online cho người đi làm, cho người làm kinh doanh, cho bố mẹ bỉm sữa hay là cho người Việt ở nước ngoài. Có hơn 30.000 học viên đã và đang theo học online tính đến thời điểm hiện tại. Và đây là một vài nhận xét của các anh chị học viên. Chị Chiến, học viên VIP Code, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cô Thủy và giáo viên Kids English đã hướng dẫn suốt thời gian qua. Dù bận rộn nhưng tôi vẫn cố gắng học mỗi ngày và cảm thấy hứng thú hơn là bao giờ hết. Việc luyện tập có lẽ là vất vả nhưng mà nó đã giúp tôi tiến bộ rất nhiều. Cảm ơn vì đã động viên và giúp đỡ tôi. Hy vọng sẽ có thêm nhiều học viên khác cũng đạt được thành công như tôi trong việc học tiếng Anh. Hay như là anh Ngọc, tôi đã tham gia nhiều khóa học trước đây nhưng mà không có một khóa nào mang lại cái cảm giác hài lòng như khóa VIP này. Hệ thống học online phù hợp với tôi vì công việc của tôi rất là bận rộn.
Cô Thủy và các bạn hỗ trợ trợ giảng rất nhiệt tình. Mặc dù khóa này có chi phí cao, nhưng đối với tôi, nó xứng đáng để đầu tư. Đây là một giải pháp cực kỳ hoàn hảo dành tặng cho các anh chị. Thứ nhất là mình sẽ học theo một lộ trình chi tiết, rõ ràng, thông qua cái hệ thống video đã được Thủy quay sẵn. À, và cái thứ hai nữa là mình sẽ có một giáo viên đồng hành cùng mình mỗi ngày luôn. Giáo viên sẽ hỗ trợ luyện nghe, luyện nói, thực hành và sửa lỗi phát âm cho bạn mỗi ngày. Và cứ cuối tuần thì cô lại gặp mình để mà có thể hỗ trợ ôn bài cho mình những gì mình đã học trong tuần vừa rồi, để đảm bảo thứ nhất á, là mình có người đồng hành, mình có động lực học. Cái thứ hai nữa là mình biết mình chưa đúng chỗ nào và cái cách nào để mình có thể cải thiện một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Cái chương trình này nó mang tên là Listening and Speaking Coaching, huấn luyện viên nghe nói. Và đây là một chương trình mà nhất định các anh chị phải tham gia. Vì sao mình nên tham gia? Đã có hàng ngàn học viên đã tham gia chương trình này và họ tạo ra cái sự đột phá trong tiếng Anh trong một thời gian ngắn. Và họ làm được thì Thủy tin các anh chị hoàn toàn có thể làm được. Đây là một phản hồi của chị học viên. Khóa học của Thủy thực sự làm thay đổi cách phát âm và tư duy học tiếng Anh của mình. Trước đây, mình cảm thấy không có tự tin khi giao tiếp với người nước ngoài do vốn từ vựng và phát âm kém. Nhưng mà sau khi tham gia khóa học, tôi đã nhận thấy được sự tiến bộ rõ rệt, sự hỗ trợ và động viên từ cô Thủy và đội ngũ giúp tôi vượt qua được khó khăn đó. Tôi rất biết ơn và hy vọng những người khác cũng sẽ có trải qua những trải nghiệm tích cực như tôi đã có. Hay như là bạn Dung, tôi đã từng mất tự tin khi nói tiếng Anh với người nước ngoài vì phát âm mình không chuẩn. Nhưng mà sau khi tham gia khóa học này, tôi đã nhận ra rằng phát âm mình hoàn toàn có thể cải thiện được nếu như mà mình có một phương pháp đúng đắn. Cảm ơn cô Thủy đã chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình. Tôi thật sự hài lòng hơn và tự tin hơn khi giao tiếp tiếng Anh. Và rất nhiều những học viên khác cũng đã cho Thủy những phản hồi vô cùng tích cực. Các anh chị có thể xem thêm những cái video ở đường link ở trong phần mô tả dưới cái video này. Đường link ở trong phần mô tả dưới video này các anh chị nha. Chương trình này nó sẽ dành cho ai ạ? Đây là một chương trình coaching online 1-1, rất phù hợp với thứ nhất là những anh chị đang đi làm bận rộn, hoặc là những anh chị đang làm kinh doanh, hay bố mẹ bỉm sữa, hay là người Việt ở nước ngoài. Mình chỉ cần dành ra 15 phút mỗi ngày, mình học mọi lúc, mọi nơi, ôn đi ôn lại nhiều lần, vô cùng tiện lợi, dễ dàng mà hiệu quả lại cực kỳ cao. Học phí bao nhiêu ạ? Với mức giá cực kỳ ưu đãi, chưa đến một ly trà sữa mỗi ngày, mình sẽ được tham gia vào cái chương trình này. Mình sẽ được học online với một lộ trình chi tiết và rất là rõ ràng. Mình học qua video đã được Thủy quay sẵn và có một cái giáo viên vô cùng tận tâm, chuyên nghiệp, đồng hành và hỗ trợ với mình hàng ngày. Và cuối tuần thì mình sẽ tham gia những buổi hỗ trợ học viên và cô sẽ là cái người đồng hành ôn bài với mình để đảm bảo mình theo đúng được tiến độ. Và nếu mình có bất kỳ thắc mắc nào, mình cứ hỏi cô trực tiếp. Đây là một cái chương trình sẽ giúp cho bạn có thể giỏi tiếng Anh nhanh nhất, tiết kiệm được thời gian và chi phí thấp nhất. Đăng ký như thế nào ạ? Mình sẽ gọi điện hoặc là mình nhắn tin cho Thủy qua cái đường link Zalo nè, hoặc là Messenger Thủy để ở phía bên dưới. À, dưới video này có một cái phần mô tả của video, Thủy để thông tin ở phần bên dưới để được tư vấn thêm, học hỏi hay là nhận những ưu đãi hấp dẫn ngay ngày hôm nay. Và đăng ký như thế nào ạ? Mình hãy quét cái mã ở trên màn hình này để được tư vấn thêm nè. Mình học thêm, mình trải nghiệm và mình nhận những ưu đãi hấp dẫn nhất ngay từ hôm nay nhé. Ta-da! Như vậy chúng ta hoàn thành xong bài học của ngày hôm nay rồi. Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng Thủy. Đừng quên là hãy bấm vào nút ở giữa để subscribe, đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video từ Thủy. Bấm vào nút bên trái hoặc bên phải để học các video liên quan. Nói chung là bấm vào đâu cũng được, miễn là học tiếp với Thủy là được. Bye.